Hello anh em, mình đang có mặt ở Hạ Long, Quảng Ninh anh em ạ. Thì hôm nay mình vừa mới nảy ra một cái ý tưởng rất là hay, đó là sắp tới thì mình sẽ làm luôn những cái video chia sẻ về cuộc sống của mình, về cuộc sống của một cái người làm online solo freelancer, nó sẽ như thế nào ở trên cái kênh YouTube này của mình, kênh Big Man Marketing này. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ thử nghiệm cái việc mà vừa di chuyển vừa làm việc đến những cái thành phố khác khỏi cái chỗ mình đang sinh sống á, và vừa di chuyển vừa làm việc giống như là một cái người mà hôm nay mình biết được một cái thuật ngữ rất hay có tên là du mục số anh em ạ, tức là vừa đi vừa làm. Giống như ngày xưa mình có cái dân du mục á, tức là mình đi mình dẫn bò mình đi khắp nơi á, đi đâu mà mình chăn bò ở đấy á. Hiện nay thì mình mới phát hiện ra một cái khái niệm khá là hay, đó là du mục số, tức là mình vừa đi đâu mà mình có thể vừa làm việc online đến ở chỗ đấy luôn. Và mình sẽ về nhà, mình sẽ chuẩn bị một số những cái món đồ, một số các món đồ để mình chuẩn bị cái chuyến đi này. Và cái thứ hai đó là cần phải chuẩn bị một cái công việc gì đấy, tức là công việc kinh doanh online của mình thì vẫn là ok rồi, tất cả mọi thứ vẫn là ok, có team, có đội họ làm, nhưng mà mình sẽ nghĩ ra một công việc gì nữa để mà ví dụ như mỗi ngày có thể kiếm được 2-3 triệu gì đấy. Đương nhiên là không thể nào làm cả tháng đâu, một tháng chỉ làm khoảng tầm 20 ngày thôi, nhưng mà mình phải tìm ra một công việc gì đó mà một ngày mình có thể kiếm được khoảng tầm 2-3 triệu để phục vụ cho cái việc mà dư một số này, tức là vừa đi vừa làm việc này. Thì đây cho anh em xem, đây là một cái phòng ở trên này nhá, ở trên Mường Thanh ở Hạ Long anh em ạ. Nó đẹp thật sự luôn, đây cho anh em xem. Cho anh em xem này, đây là view này, anh em thấy không, view đẹp không? Ôi. Và tự nhiên mình nảy ý tưởng đấy, và mình tìm kiếm thì mình thấy là có rất là nhiều người họ có cái ý tưởng như thế này, ý tưởng như này về cái việc mà vừa di chuyển vừa làm việc. Đấy. Tối quá nhỉ, đây quay như này em xem, vừa di chuyển vừa làm việc. Và mình quyết định là sắp tới thì mình đã thử nghiệm một vài các chuyến đi như thế này, mỗi thành phố thì ở 1, 2, 3 ngày gì đấy, để có thể là quay video, có thể làm việc, và có thể là có được nhiều những cái trải nghiệm ở một số các chỗ khác xem như nào. Và trong cái cuộc hành trình này thì mình sẽ quay video lại để chia sẻ cùng với mọi người, biết đâu sẽ truyền một cái cảm hứng hay là giúp ích gì đó cho mọi người, cũng như là mình lưu giữ lại những cái kỷ niệm này để sau này lại xem lại được. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều nha, hẹn gặp anh em ở một cái video tiếp theo khi mà mình chuẩn bị được đồ đạc và định là sẽ làm công việc gì nhé. Bye bye anh em.